Thưa quý vị, Châu Thành và Tân Trụ là hai huyện có hoạt động bến thủy nội địa khá sôi động, giải quyết nhu cầu đi lại của người dân. Để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả, các bến khách qua sông thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Hai huyện Châu Thành và Tân Trụ hiện có 8 bến khách ngang sông, không những vận chuyển hành khách, hàng hóa nội bộ giữa hai huyện mà còn đối lưu vận tải với các huyện Cần Đước, Bến Lức trong tỉnh Long An và các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây thuộc tỉnh Tiền Giang. Mỗi bến trung bình có 2 phương tiện công suất chở khoảng 100 khách và xe gắn máy mỗi lượt, với tần suất 15 phút xuất bến một chuyến, hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày. Các bến khách đường thủy trên địa bàn hai huyện có tổng lưu lượng trên 3.000 lượt khách mỗi ngày. Đây là bến phà Bà Nhờ ở xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành. Phía bên kia sông Dàm Cỏ Tây là xã Tân Chánh thuộc huyện Cần Đước. Trước khi thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19, bến phà này hoạt động khá nhộn nhịp với khoảng 400 lượt khách qua lại mỗi ngày. Bến phà không những chở khách mà còn là nơi tập kết vận chuyển hàng hóa lưu thông giữa các xã Dung Hạ của hai huyện. Hiện tại hoạt động chở khách, phương tiện theo khách đang tạm dừng. Tuy nhiên, đơn vị khai thác bến phà vẫn phải túc trực 24/24 giờ mỗi ngày để tham gia công tác phòng chống dịch bệnh như vận chuyển hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế, cấp cứu theo chỉ đạo của chính quyền địa phương. Theo cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nghị định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, tôi là người quản lý đây, tôi cũng chấp hành theo cái nghị định đó. Thì càng cổ vũ để cho dân chúng ta bớt bệnh thì mình càng khỏe. Ở hai phía bến phà còn là nơi sinh sống, họp chợ, buôn bán hàng hóa của hàng trăm hộ tiểu thương. Đương nhiên, thực hiện chỉ thị 16 về giãn cách xã hội sẽ giới hạn, thậm chí tạm ngừng các hoạt động mua bán đi lại của người dân trong khu vực. Với tinh thần quyết tâm phòng chống đẩy lùi dịch bệnh, bà con nhân dân nơi đây chấp hành thực hiện nghiêm quy định của ngành giao thông vận tải và chỉ đạo của chính quyền địa phương về giãn cách xã hội. Do ngừng hoạt động là người dân cũng không có đi được, họ phải cách ly trong nhà, thành ra lo mua đồ để trong nhà ăn sẵn khoảng nửa tháng vậy, chứ không có đi ra ngoài. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị 16 của chính phủ, các đội thanh tra giao thông phối hợp với phòng kinh tế và y tế các huyện, ủy ban nhân dân các xã thường xuyên kiểm tra đột xuất tại các bến phà, hướng dẫn các đơn vị lập các chốt kiểm tra cố định và lưu động tuần tra trên sông, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và người dân nêu cao ý thức tự giác thực hiện các quy định, nên đến nay các trạm chốt giao thông đường thủy chủ yếu chỉ nhắc nhở, hướng dẫn bà con thực hiện chứ chưa xử lý trường hợp vi phạm nào. Thực hiện theo chỉ thị 16 thì trước đó Sở Giao thông Vận tải ban hành cái văn bản 3681 ngày 19 tháng 7 năm 2021, thì lực lượng thanh tra cũng đã triển khai thường xuyên kiểm tra cái từ khi mà ra văn bản để tạm dừng cái hoạt động hành khách trên ngang sông tại trên địa bàn tỉnh, thì qua kiểm tra thì tất cả các bến này đã tạm ngưng hoạt động theo đúng cái tinh thần văn bản của Sở Giao thông đã. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đương nhiên việc đi lại sinh hoạt, lao động, thu nhập của người dân sẽ hạn chế. Tuy nhiên, các đơn vị khai thác, kinh doanh các bến khách nội địa, nhân dân địa phương đồng lòng quyết tâm thực hiện nghiêm các quy định, động viên giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn tạm thời, hạn chế dịch bệnh lây lan, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống sớm trở lại ổn định và phát triển.